Xin chào những chị nhà đầu tư đang theo dõi kênh ha. Hôm nay kết thúc phiên giao dịch đáo hạn phái sinh thì thị trường của mình bị ảnh hưởng khá là nhiều từ cái nhóm cổ phiếu trụ. Sáng nay thì rõ ràng là cái sức bật của những cái cổ phiếu nhóm thị trường nó rất là mạnh. Ví dụ như nhóm cổ phiếu dòng chứng khoán, dòng thép ha. Nhưng mà vào phiên chiều anh chị, cái áp lực nó bị đè nặng lên bởi cái nhóm cổ phiếu họ nhà Vin. Thì anh chị cũng theo dõi thị trường mấy phiên vừa rồi. Cái nhóm cổ phiếu họ nhà Vin kéo rất là mạnh trong cái giai đoạn thị trường hồi phục. Thì kèm theo những cái yếu tố tin tức ha anh chị. Thì ngày hôm nay á chị, nó lại là cái nhóm cổ phiếu mà bị đè giá tương đối mạnh ha, đối với cổ phiếu VIX nè. Giảm gần 5%. Vinhome, VRE cũng là những cái cổ phiếu ngày hôm nay bị đè giá. Và anh chị biết ở trong một cái phiên đáo hạn phái sinh thì cái chỉ số phái sinh á nó sẽ được điều tiết, và những cái nhóm cổ phiếu trụ sẽ là những cái nhóm cổ phiếu nó đem ra nó giao dịch ha, tăng hoặc giảm là ảnh hưởng lên cái chỉ số VN30, thì từ đó nó sẽ ảnh hưởng lên cái chỉ số phái sinh ở bên cái thị trường chứng khoán phái sinh ha. Thì hôm nay rất là nhiều cái lý do để mà thị trường của mình nó quay đầu, nó rung lắc ngay tại cái vùng test đỉnh. Thì cách đây vài phiên thì mình đã xác nhận cái vùng thị trường hồi phục này. Đầu tiên mình phải đặt ra đó là cái vùng thị trường test đỉnh. Ở cái vùng đỉnh mình sẽ phải chấp nhận cái sự phản ứng của thị trường ha, trước khi thị trường đi vào một cái xu hướng mới. Đó là một cái nhịp hồi phục quay trở lại vùng đỉnh cũ. Và anh chị mình biết điều chỉnh trong vòng 3 phiên thì cái vùng đỉnh cũ nó vẫn là một cái vùng kháng cự tương đối là mạnh trong giai đoạn hiện tại. Và trong cái bối cảnh mà margin nó đang được sử dụng rất là nhiều, cái tỷ trọng, cái gọi là cái lượng margin trên thị trường đang hiện tại anh chị, ở các công ty chứng khoán á, anh chị nhìn vậy chứ nó đang rất là lớn ha. Và ngày hôm nay nó có 3 lý do chính ha để thị trường của mình nó có cái yếu tố rung lắc điều chỉnh mạnh. Đầu tiên đó là việc ha, sức căng của margin và cái yếu tố tin tức ha, bị hạ lãi suất margin. Nhưng mà nói chung là cái hạ lãi suất đó chị, nó chưa có áp dụng, như là VBS hạ lãi suất cho vay rất là nhiều mã trụ, có mid cap, có hàng thị trường có, nhưng mà tới ngày 22 tháng 8 thì nó mới áp dụng. Nhưng mà khi mà cái tin tức đó nó ra anh chị thì chắc chắn là cũng ảnh hưởng lên tâm lý của những nhà đầu tư đang cầm margin. Đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó là phiên đáo hạn phái sinh và cái nhóm cổ phiếu trụ nó đè, đúng không? Và cái yếu tố thứ ba đó là tại cái vùng đỉnh này nè anh chị, tại cái vùng đỉnh này nè thì bắt buộc nó sẽ phải có những cái phản ứng rung lắc để nó kiểm tra lại lần nữa cái lượng cung hàng ở phía trên nó còn dày hay không. Nhưng mà ngày hôm nay nó giảm như thế thì anh chị mình cũng biết là cái lượng cung hàng nó cũng tương đối là dày, bởi vì hầu như cái nhịp điều chỉnh vừa rồi á, cái sự rũ bỏ nó không có nhiều bằng cái việc nhà đầu tư họ tham gia lại ha, họ tham gia thêm, họ mua, gọi là mua gia tăng vị thế ha, ở những cái vùng giá thấp, có thể là cái vùng 1250 giai đoạn trước họ mua phải giá cao, thì cái nhịp điều chỉnh họ trung bình giá, nên vô tình nó cũng làm cho cái lượng margin nó nở ra. Bởi vì có khi anh chị mình sử dụng hết cái phần tiền mặt thì cái việc mà cái điểm mà anh chị mình mua quân bình giá cổ phiếu á, thì anh chị mình sẽ phải sử dụng mượn vào cái tiền vay margin, thành ra là cái lượng margin trên thị trường lớn. Yếu tố đáo hạn cũng như là cái nhóm cổ phiếu trụ đè nè, rồi tin tức lãi suất, hạ lãi suất cho vay, hạ tỷ lệ cho vay đó thì nó ảnh hưởng, nên thành ra là nó mang cả một cái combo vào thị trường ngày hôm nay. Nên thị trường đầu phiên thì rất là khỏe nhưng mà cuối phiên thì hầu như là không có giữ được và quay đầu điều chỉnh. Nói chung vùng này thì vẫn đang ở trên một cái vùng biên độ không có lớn, vẫn chưa phải là cái vùng biên độ lớn gì cả, nhưng mà đây cũng là một cái vùng mà mình chú ý. Bởi vì khi mà cái phiên ngày hôm nay nó xuất hiện á, anh chị có thể thấy là cái lượng cung hàng ở trên nó còn rất là nhiều và hung hãn. Nhà đầu tư họ chấp nhận bán ra bất cứ lúc nào để làm gì? Thứ nhất là duy trì tỷ lệ tài khoản an toàn ha, tỷ lệ an toàn tài khoản anh chị, là cái tỷ lệ mà được cung cấp cho cái sức mua margin á, để không bị phọt sale. Đấy thì nó sẽ, nói chung là ở đây là cái vùng rất là tâm lý. Thứ nhất là gặp lại cản, thứ hai là tỷ lệ cho vay đó, nó rất là nhiều yếu tố đang ảnh hưởng. Và phiên đáo hạn á chị, nên là mình tạm thời mình không có đánh giá quá tiêu cực cho cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Nhưng mà đâu đó anh chị mình có thể thấy được là cái cung hàng trên thị trường hiện tại nó còn đang rất là nhiều, và cái trữ lượng margin đang trên thị trường cũng tương đối là nhiều ha, sau phiên ngày hôm nay có thể đánh giá được. Sáng nay anh chị, cổ phiếu nhóm chứng khoán tăng với thanh khoản ok không? Rất là ok ha. Nếu mà xét về cái thanh khoản sáng nay của dòng chứng khoán á, thì đây là một cái nhóm thanh khoản đạt chứ không phải là không đạt nha. Nhưng mà vào cuối phiên á, thì thị trường hầu như là nó biến động quá mạnh đi, thành ra là những cái cổ phiếu này nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà xét về buổi sáng á,
anh chị mình xem xét về chart giờ thì anh chị có thể thấy là cái lượng tiền vào đánh lên thì nó tương đối nhiều ha, cái áp lực bán vào phiên chiều thì nó sẽ không bằng, nên là đâu đó vẫn có những cái tín hiệu dòng tiền nó đã vào buổi sáng. Nhưng mà ở đây anh chị, những cái nhịp mà nó kéo lên mà nó bị phản ứng á, thì nó thường nó sẽ phải tái tích lũy hoặc là nó test lại lần nữa. Nên là dòng chứng khoán thành ra là ngày hôm nay điểm mua nó vẫn chưa hoàn hảo. Thị trường ngày hôm nay nếu mà không phải phiên đáo hạn và nếu không phải có những yếu tố tin tức thì khả năng dòng chứng khoán nó vẫn đang rất là mạnh ha, và ngày hôm nay nó sẽ có những cái điểm hướng lên. Nhưng mà gọi như là thị trường nó không có ủng hộ, không có ủng hộ cho cái xu hướng của dòng chứng khoán, nên thành ra là mình sẽ phải chờ thêm đối với dòng này nếu mà anh chị mình tìm kiếm điểm mua. Bởi vì nếu mà xảy ra những cái nhịp mà kéo lên mà nó không thành công ha, nó không thành công, nó bị bán ngược xuống, thì nó sẽ mất thời gian thêm vài phiên nữa ha, để mà làm gì anh chị, để mà nó tích lũy trở lại, nó tích lũy trở lại để nó mới có được cái nội tại để nó kéo lên đợt thứ hai. Nói chung ngày hôm nay kéo lên thì cũng khối nhà đầu tư và mua đuổi đấy, nhưng mà vào phiên chiều đè xuống như thế này thì những phiên sau nó test lại, nó rủ ha, rủ những nhà đầu tư FOMO. Dòng chứng khoán sáng nay đang rất là đẹp ha, đang rất là đẹp, xu hướng hướng lên, nhưng mà vào buổi chiều đều cắm đầu hết. Đấy, nên là anh chị mình tạm bỏ qua điểm mua dòng chứng khoán ha. Dòng thép nó cũng tương tự thôi, không khác gì cả. Nam Kim, dòng thép thì xu hướng nó vẫn đang tốt đúng không anh chị? Bởi vì vị thế dòng thép của mình thì nó tương đối là thấp ở dưới cái vùng đáy 2 này nè. Nhưng mà nó test lại thì mình cũng phải chấp nhận thôi ha. Bắt buộc phải chấp nhận và cầm nắm. Và nếu mà nó thủng anh chị, nó thủng cái gap này nè, nó thủng cái gap này thì mình sẽ đánh giá là xấu ha. Còn chưa thủng gap thì anh chị có thể cầm thêm. HBG cũng tương tự nè. Nói chung là cái vùng gap nhỏ này nè, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ ha. Đây là cái vùng hỗ trợ, và cổ phiếu nếu mà lấp cái vùng hỗ trợ đó thì nó sẽ không đẹp. Dòng ngân hàng thì ngày hôm nay BID cũng là cái cổ phiếu bị ảnh hưởng. Nói chung ở vùng này á chị, những cái cổ phiếu ví dụ như là nằm trong cái nhóm trụ á, nằm trong cái nhóm trụ thì nó cũng sẽ hơi khó phân tích một tí, bởi vì nó kéo khá là nói chung là nó bị điều phối anh chị, nên là cũng khá là khó phân tích theo cung cầu bình thường ha. Nhưng mà nếu mà mình đánh giá về mặt kỹ thuật luôn á, thì hiện tại cổ phiếu BIDV nè, để mà tìm một cái điểm mua mới thì nó cần phải vượt, nó phải vượt qua khỏi cái vùng giá 48 ha. Còn hiện tại nó đang giao dịch, gọi là đang giằng co ở cái vùng giá 48 này á, thì anh chị mình tạm thời bỏ qua cái điểm mua mới đi ha. Dòng ngân hàng thì nói chung là nó đánh khá là chậm, nó chỉ kéo những cái phiên cần thiết thôi. Ví dụ như phiên ngày hôm qua thị trường tạo một cái cây rút chân xanh đúng không anh chị, rút chân xanh thì những cái cổ phiếu dòng ngân hàng hầu như là không có đồng loạt kéo, chỉ có một số cổ phiếu là kéo với biên lớn, ví dụ như Techcom này, STB này. Nhưng đối với những cái cổ phiếu này á anh chị, thì hầu như là cái dư địa của nó giống như con STB nè, hôm trước mình bắt về cái mẫu hình gãy nền dũ nó đi lên, thì với cái nền nhỏ như thế này nè anh chị, với cái mẫu hình nhỏ như thế này thì mình không thể nào mình kỳ vọng được một cái biên tăng lớn được. Nên là ở những cái vùng này á anh chị, nó đã là những cái vùng rất là ok cho cái vùng target của anh chị mình, nó được lên như thế này là rất ok rồi, bởi vì đây là một cái mẫu hình nhỏ, mình không đòi hỏi được ha. Nên anh chị nào cầm hàng thì anh chị mình có thể chủ động những cái vùng giá tốt như thế này, anh chị mình có thể hạ tỷ trọng nếu mình đang sử dụng margin ha. Còn điểm mua mới thì chắc chắn là sẽ không mua ở đây, bởi vì đây là một cái mẫu hình nhỏ, và việc mà mình mua đuổi sau khi cổ phiếu nó đã tăng đạt biên độ của cái mẫu hình nhỏ rồi thì nó sẽ rủi ro rất là cao. Mình tạm thời quan sát, và đặc biệt là thị trường hôm nay nó cho cái tín hiệu cái cung hàng phía trên hơi nhiều, cung hàng phía trên hơi nhiều, thì anh chị mình phải đánh chậm lại, cái vùng này không giao dịch sôi động được ha. Mình không có nói là thị trường cho cái tín hiệu xấu, trước tiên là mình chỉ đánh giá là thị trường của mình nó đang cho mình một cái góc nhìn, đó là cái cung hàng ở phía trên nó còn rất là nhiều, và có thể thấy cái lượng margin trên thị trường cũng đang rất là lớn đó, để cho mình làm gì anh chị mình cẩn trọng thôi ha. Nói chung là những cái phiên rút chân tại đỉnh á, thì thường là nó không có đẹp đúng không? Mình đã có rất là nhiều phiên giao dịch như vậy rồi, có rất là nhiều phiên giao dịch rút chân tại đỉnh và thị trường quay đầu điều chỉnh rồi ha. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy thôi, nếu mà ngày hôm nay nó tạo một cái cây nến cắm đầu xuống thì thành ra nó xấu rồi anh chị, nó xấu về mặt kỹ thuật rồi. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh nên là mình tạm bỏ qua cái việc đánh giá thị trường tiêu cực. Và mình sẽ phải xem xét trong cái phiên giao dịch ngày mai, đặc biệt là đầu phiên, bởi vì đầu phiên nó sẽ có những cái phản ứng, nó có những cái phản ứng đỏ điểm đó chứ không phải là xanh điểm đó ha. Bởi thường những cái áp lực vào cuối phiên như thế này thì nó bị ảnh hưởng sang đầu phiên của ngày hôm sau. Thì đầu phiên anh chị nó sẽ cho mình những cái tín hiệu ở một số nhóm cổ phiếu nào bị bán với cái khối lượng lớn thì nó sẽ là xấu
ha. Còn cổ phiếu nào mà được hấp thụ vào đầu phiên thì ok, mình có thể mình nắm giữ thêm để mình quan sát. Nên là ngày mai mới là cái phiên gọi là quan trọng để mình đánh giá, còn phiên hôm nay thì nó có quá nhiều cái yếu tố bị ảnh hưởng rồi. Nên là mình cũng tạm bỏ qua, mình du di sang cái phiên ngày mai đây, mình sẽ tạm đánh giá, bỏ qua cái việc đánh giá xấu của thị trường ngày hôm nay ha. Tiếp theo đó là nhóm cổ phiếu dòng bất động sản nha. Thì anh chị mình nhìn qua một chút cái biến động thị trường ngày hôm nay nè. Có thể thấy là cái nhóm cổ phiếu trụ ha, nhóm bất động sản nè, ảnh hưởng nhiều nhất ha. Nó ảnh hưởng nhiều nhất về cái mặt giảm điểm của thị trường ngày hôm nay. Và cái nhóm chủ đạo là nhóm cổ phiếu họ Vin, đúng không? Nhóm cổ phiếu họ Vin ha. Nhưng mà đâu đó nha anh chị, nó vẫn ảnh hưởng lên toàn bộ thị trường. Nhưng mà đổi lại cái nhóm cổ phiếu trong chứng khoán là chị sáng nay giao dịch thanh khoản rất là tốt, nên là nhóm chứng khoán thì khả năng là nó sẽ phải giao dịch chậm lại, và nó sẽ phải tích lũy lại hoặc là test lại lần nữa để mà nó đi lên ha. Thị trường ngày hôm nay thì nói chung là nó bị ảnh hưởng quá nhiều, nên là mình không thể nào mình phân tích theo cái yếu tố kỹ thuật bình thường được. Ngày hôm nay có rất là nhiều cổ phiếu nhóm trụ của anh chị, trừ cái dòng cổ phiếu họ nhà Vin ra thì cũng có nhiều nhóm cổ phiếu trụ nó điều chỉnh, đúng không? Chứ không phải là chỉ có riêng cái nhóm cổ phiếu nhà Vin. Và hầu như là đa số thị trường thì nó bị ảnh hưởng tương đối là nhiều. Cái số lượng cổ phiếu tăng tăng điểm nó không còn nhiều nữa ha. Và hầu như tăng được cái biên độ tốt thì nó cũng bị áp lực chỉnh vào buổi chiều. Dòng dầu khí thì cũng cắm đầu rồi, cắm xuống rồi. Nói chung là đoạn này thị trường của mình nó đang giao dịch hơi lưỡng lự một xíu, nó chưa có cái tính quyết liệt. Anh chị có thể thấy là về mặt chỉ số nha, về mặt chỉ số thì cái nhịp hồi phục này lên rất là quyết liệt, nhưng mà đâu đó xuất hiện là cái nhóm cổ phiếu trụ nó kéo nha. Trong cái quá trình đi lên này, nhóm cổ phiếu trụ kéo, và đặc biệt những cái nhóm cổ phiếu như thép, ngân hàng anh chị, chứng khoán á, nó chỉ kéo một vài mã thôi, nó có sự phân hóa, nó không có sự đồng thuận. Và trong một cái nhịp hồi phục mà cái khối lượng nó không có được lớn á, thì nó sẽ hơi yếu một tí, nên là và cái áp lực cung ở trên đó, đây là cái nhịp điều chỉnh tương đối ngắn, nên thành ra là thị trường của mình nó chưa có thể nào mà nó có hấp thụ, nhưng mà chưa thể nào rũ bỏ được hết cái lượng nhà đầu tư trên này. Cái lượng cung hàng nó còn tương đối lớn, phiên ngày hôm nay là một cái phiên kiểm chứng cho cái cung hàng ở phía trên. Và khi kiểm chứng được cung hàng ở phía trên nó tương đối là nhiều ha, thì nó phải cần thời gian nó hấp thụ trở lại, nên là vùng này bắt buộc anh chị mình phải quan sát thôi. Mình không có quá nhiều câu chuyện để nói, cũng không có quá nhiều điểm mua trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và hầu như mình đã thống nhất với nhau đây là một cái nhịp thị trường cần phải test đỉnh và cho mình những cái tín hiệu đầu tiên. Tín hiệu về cái gì anh chị? Xu hướng ha. Một là tăng, tăng thì nó phải hấp thụ tốt và nó xuất hiện một cái phiên bùng nổ, bứt thoát ra khỏi cái vùng cản này. Tại sao cần phiên bùng nổ anh chị? Bởi vì phải là một phiên bùng nổ thì nó mới ăn hết được cái lượng hàng trên đây để mà nó vượt ha. Thứ hai, nếu mà là xu hướng giảm, nếu mà là xu hướng giảm thì nó cũng phải có những cái tín hiệu bán mạnh. Đấy, nên là phiên ngày hôm nay cũng là một cái tín hiệu bán, volume thì cũng có cái sự gia tăng hơn cái nhịp hồi phục rồi. Thì mình cũng đánh giá được, thì thị trường của mình để mà đánh giá về cái xu hướng giảm á, thì nó cần thêm những tín hiệu của những cái phiên sau. Ha, không hấp thụ được, không có đỡ thì nó sẽ rơi ha. Còn hấp thụ được, đỡ được ở quanh cái vùng này ha, quanh cái vùng 1220 á trở lên á, thì nó sẽ là một cái xu hướng tái tích lũy. Đấy, nên là phiên ngày hôm nay biên độ thì nó không có lớn ha, biên độ thì không có lớn, tầm 10 điểm. 10 điểm ở trong cái vùng giao dịch này thì nó cũng là một cái biên độ trung bình thôi chị, biên độ trung bình ha. Nên là mình sẽ phải quan sát thêm thị trường trong một vài phiên tới. Rồi, đó là những cái vấn đề mà em muốn chia sẻ với anh chị mình trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và ngày mai là phiên giao dịch cuối tuần thì để xem nó có cái sự trả điểm hay không. Cái sự trả điểm ở đây thì em thấy nó cũng hơi khó. Thường là anh chị mình biết những cái phiên đáo hạn thì nó sẽ có sự trả điểm. Ví dụ như đáo hạn nó đạp trụ thì thường ngày hôm sau nó sẽ trả điểm lại cho trụ, đúng không? Nhưng mà cái nhịp này á, là bởi vì cái nhóm cổ phiếu trụ nó đã kéo quá thấp rồi, cái việc trả điểm ngược trở lại thì em thấy tương đối là khó, bởi vì đây có thể là cái xu hướng bắt buộc trong ngắn hạn của nhóm cổ phiếu họ Vin rồi, bởi vì nó đã kéo một cái giai đoạn rất là nhiều. Và anh chị mình biết những cổ phiếu trụ mà nó cứ đầu phiên nó kéo trần ha, đầu phiên kéo trần thì bắt buộc những cái nhịp sau á, nó điều chỉnh trở lại thì nó phải tự trả điểm cho cái giai đoạn tăng của nó rồi ha, chứ đừng nói là trả điểm cho thị trường.
Đừng nói là thị trường phải trả điểm cho nó thì hơi khó, nên là này là mình phải quan sát anh chị, bởi vì nhóm cổ phiếu họ nhà Vin thì đoạn rồi nó kéo tương đối là ghê ha, nên đoạn này chắc nó cần thời gian anh chị, nó cần thời gian để mà nó gọi là cân bằng lại ha, cân bằng lại và cung cầu của nó đi thật hơn tí. Đoạn này cung cầu của nhà họ Vin hơi ảo và nó cũng làm cho cái chỉ số của thị trường của mình cũng hơi ảo. Cái quá trình mà thị trường hồi phục anh chị mình giao dịch rất là sôi nổi ha, nhưng mà em không khuyến khích anh chị mình giao dịch sôi nổi ở cái vùng này, bởi đây là cái vùng test đỉnh, và để mà mình có thể giao dịch mạnh tay á, hoặc là sử dụng đến margin thì nó phải cần có những cái tín hiệu thực sự chắc ăn. Đoạn rồi anh chị mình thấy đâu có cổ phiếu nào nó có những cái tín hiệu chắc ăn đâu ha. Dòng bất động sản thì nó đánh đầu cơ, nó kéo thấp và nó kéo bất ngờ, anh chị mình cũng không có điểm vào đẹp, chỉ có một vài cổ phiếu nó đánh gọi là nó đánh chạy nước rút thôi. Anh chị mình hầu như là khó kiếm được cái điểm mua đẹp đối với nhóm cổ phiếu này đúng không? Ví dụ như những cổ phiếu như DSG nè, nó kéo nó test, nó kéo nó test, thành ra anh chị mình điểm mua rất là lưỡng lự. Novaland, anh chị nào có hàng ở dưới anh chị mình cầm được, chứ còn điểm mua giai đoạn vừa rồi anh chị mình hầu như là vô mua thì rất là nó đi sideways á, là rất là khó chịu. Anh chị mình không có lợi nhuận, cũng không có cao, ví dụ mới mua nha, lợi nhuận cũng không có cao, mà cứ nó cứ lên xuống lên xuống lên xuống, làm cho anh chị mình rất là khó chịu. Nên nói rồi, đoạn rồi dòng bất động sản nó có tăng nhưng mà mình tạm gác qua điểm mua, bởi vì hầu như là rất là khó vào và thị trường hồi phục cũng rất là khó vào anh chị. Vị thế tốt thì đến tới dòng ngân hàng và dòng thép, nhưng mà anh chị mình thấy không, dòng thép mình đang rõ ràng là lãi Nam Kim ha, lãi Nam Kim hơn 5%, gần 6%, nhưng mà ngày hôm nay chốt lại giao dịch thì hầu như cũng chỉ lãi đâu đó tầm 3 chấm mấy% thôi ha. Hàng khả dụng mà cũng không bán được vào sáng nay, thị trường nó sẽ đánh cho anh chị mình cái tâm lý như vậy, giá đang tăng anh chị mình không bán được, bởi vì nhìn nó đang quá là đẹp đi, nhưng mà chiều mà nó đạp một cây như thế này thì coi như là mình mất mấy phần trăm trong phiên rồi, và lại ngồi tiếc tại sao không bán vào phiên sáng đó. Chỉ cần một vài cái cổ phiếu nó hiển thị rõ cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư hiện tại luôn, nên là mới đánh giá đây là cái vùng rất là khó giao dịch, mặc dù là thị trường cũng có một vài phiên tăng đó ha, một vài phiên tăng, một vài nhịp mà rất là sôi nổi và nhà đầu tư vào FOMO rất là nhiều. À, nhưng mà hầu như là nó không tạo cho mình lợi nhuận quá lớn. Chỉ có những anh chị đầu tư mình cầm hàng từ tuốt vùng nền mình chưa bán đến giờ thì mình có ăn thôi, còn đánh lướt á, mà tăng không bán là chắc chắn là lại mất lãi đó. Nên là đoạn này thì hơi khó ha, nên là mình tạm gác qua một xíu và mình sẽ tập trung xử lý vào những cái cổ phiếu mình đang cầm nắm hơn. Và anh chị nào mà mình đang nắm giữ cổ phiếu tại VBS á, mà anh chị mình cần tham khảo cái danh mục hạ margin sắp tới á, thì anh chị có thể liên hệ với em ha, để em check cho anh chị mình, để anh chị mình có hướng xử lý cổ phiếu. Và đặc biệt là danh mục của anh chị á, nếu mà anh chị mình đang cầm những mã không có trong cái video em phân tích ngày hôm nay, thì anh chị có thể liên hệ cho em để em hỗ trợ anh chị mình giải đáp ha. Rồi, video ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe ha, và chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ.